Chào các bác và mọi người nhé. Nay mình xin phép chia sẻ với các bác mọi người về một cái món rau được gọi là món rau cây được, mà chúng tôi thì hay gọi là đó là cái cây rau bột khai. Đây là cái rau bột khai. Thì cái này thì được ngắt rồi, ngắt từng bó rồi, đấy nó còn đang tươi mới này, ngắt từng bó từ từ rừng về nhá, nghe từ rừng về. Tất nhiên là nhà mình không có đâu, nhưng mà nhà mình đi mua về, để tiện thì chia sẻ với các bác. Thì còn cây này, đây thực ra thì nó cây thì nó cũng không hẳn là cây, mà dây thì cũng không hẳn là dây. Nhưng mà như chúng tôi hay gọi thì gọi là cái cây bột khai, đây nhé, và nhìn rất tươi mới và mơn mởn, nó rất xanh. Thì miền núi chúng tôi thì đặc biệt là những cái tỉnh, các tỉnh miền núi như là Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, hay là những cái tỉnh, những cái vùng miền mà nó giáp núi đá ấy, những cái khu mà nó có rừng rậm, thì nó sẽ có hai cái cây này, nó sẽ hay có những cái cây này. Cái cây này thì thực ra thì trên cái rừng thôi, mà thực ra thì nó không 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 có cái giống để mà trồng làm kinh tế, giống như là rau cải, rau muống, giống như các loại rau mà chúng ta thấy ở ngoài chợ hàng ngày. Đây là cũng và cái video này xin được chia sẻ với mọi người là cái công dụng của nó nhé. Tất nhiên là nhiều người đã cũng có thể được ăn, được biến tới nó, nhưng mà thực ra thì không biết được cái công dụng của nó. Thì mình cũng xin phép được chia sẻ với mọi người cái kiến thức của mình cũng đã đặt ở trên mạng thôi. Chia sẻ với mọi người về những cái gọi là mình biết. Trong lúc vừa chia sẻ với mọi người thì mình vừa ngắt cái cây này cho mọi người để xem nhé. Rồi em chừng là mình cứ giải ra đây là để nhỉ, thấy nhỉ. Rồi cái rau bột khai này là cái rau gì, những tác dụng thần kỳ ít người biết đến đấy nhá. Thực ra này, cái rau bột khai là một cái loại đặc sản của núi rừng đấy, không chỉ ngon đậm đà mà còn có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe mà không phải ai biết đâu. Hãy cùng mình mổ xẻ về cái loại rau bột khai này nhá. Thực ra thì rau bột khai là một loại rau rừng có mùi vị hôi đặc biệt. Đấy, hôi nhá, đó là mùi khai, nó là mùi khai nên chúng tôi mới gọi nó là rau bột khai. Nó là mùi khai này, mùi hôi này. Đó là mùi khai, chính vì vậy mà dân gian chúng tôi mới nói là rau bột khai. Loại rau này có còn được biết đến với cái loại tên khác như là dây hương, cái dạ hiến, cái khao hương, rau ngót, leo, hoặc là rau nghiến. Cái bột khai là một loại rau thân leo bằng tua cuốn, chiều dài có thể lên tới 1 mét nhé. Chiều dài của cái cây này, cái dây này có thể lên đến 1 mét. Thân bò khai thường to bằng đầu đũa đấy, có nghĩa là cả cái cây này nó có cái đoạn nó to to cũng làm hết cỡ thì nó bằng đầu đũa thôi đấy, chia ra thành các đốt và có tua mọc ra từng nách của cuống lá. Đây, nếu mà nó to bằng cái đầu đũa thôi này nhá, đấy, to bằng đầu đũa và nó có tua mọc ra các cuống lá. Đây, tua mọc ra các cuống lá đây này. Ví dụ đây là cái cuống lá của nó mà nó có tua ở đây. Đây, ví dụ như đây là cái cuống lá này. Cuống lá mà nó có tua ra giống như có râu của một cuống lá mọc ra ấy. Đấy là cái đặc điểm của cái lá này, nhìn nhìn để phân biệt được, nhìn phân biệt nhé.
Nó có lá, nó có lá ở đây và có lá ở đây và nó có tua ra đây, cuống lá. Cũng giống như các loại thân họ đéo khác thôi. Bào khai bám vào cây thân gỗ để vươn lên cao, đủ ánh nắng. Là bào khai có màu xanh, non và cũng xen kẽ nhau hình trụ. À, có nghĩa là cái cây này thì cũng mọc lên, bám lên cái cây, nó là dây, dạng dây thân leo, bám lên cái cây này. Bám lên cái cây là leo lên cây. Rất tiếc, cũng rất tiếc là mình không thể quay trực tiếp một cái cảnh cây nó mọc ở trên rừng, là ở cái cây trực tiếp cho bác đó, mà là chia sẻ thực tế như thế này. Nói chuyện với bác về cây bào khai này, các bác thông cảm nhé. Thì cái nó cũng không sinh động, video nó cũng không sinh động được cho lắm. Nhưng mà mình cũng chia sẻ thì ở cái phần mô tả ở cái dưới video này cũng đầy đủ rồi. Thì nếu mà các bác dùng smartphone để xem video này thì các bác có thể đọc được. Còn nếu mà các bác xem TV là xem trên máy tính hoặc là các thiết bị khác thì có thể nghe nhé. Yeah, có gì các bác thông cảm với cái tấm lòng gọi là chia sẻ thôi. Rau bào khai cũng có quả như những loại thực vật khác. Quả thứ chín có màu xanh nhạt, khi chín chuyển quả màu đỏ, vỏ tự tách ra thành 5 mảnh và uốn cong để lộ ra hạt có màu xanh lục. Đấy. À, thì cái này nó cũng có quả cơ. Thực ra cái này nó là cỏ đúng không? À, rồi bây giờ mình chuyển sang cái tác dụng của cái rau bào khai này nhé, tác dụng nhé. Không chỉ là món ăn dân gian đâu, dân dã đâu, rau bào khai nó còn có rất nhiều cái tác dụng đối với sức khỏe của con người mà không ai biết. Theo nghiên cứu của khoa học ấy, thì rau bào khai chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, protein, vitamin C, canxi, phosphor và vân vân. Trong y học cổ truyền ấy, trong y học dân gian nhé, rau bào khai này có tính bình, vị hơi đắng nên được tận dụng toàn thân từ lá tới ngọn để làm thuốc chữa nhiều bệnh khác nhau. À đấy. Thì cái này cũng dùng từ thân đến ngọn để chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa cơ. Thân và lá bào khai có thể dùng tươi và khô, dùng để đun nước uống, có tác dụng chữa viêm gan, siêu vi trùng hoặc làm tan sỏi đối với bệnh nhân bị sỏi thận. Đấy nhỉ? Có nghĩa là dùng ấy để đun nước uống thì có tác dụng chữa viêm gan, siêu vi trùng hoặc làm tan sỏi nha, đối với bệnh nhân bị sỏi thận. Thôi thế tới giờ mình phải tích tịch ăn mới được. Mình hay uống rượu nhiều là gan, cái thận mình nó cũng không được bình thường do uống rượu bia nhiều. Mình biết, nếu mà biết công dụng của nó giờ mình sẽ dùng thường xuyên. Tiếp, thân và lá bào khai có thể sử dụng tươi hoặc khô, dùng đun nước uống có tác dụng chữa viêm gan, chữa vi trùng hoặc làm tan sỏi đối với bệnh nhân bị sỏi thận. À, cái này mình vừa nói rồi. Phần thân rau khai khi nhặt lấy lá và ngọn làm thực phẩm, bạn có thể giữ lại băm nhỏ thành từng đoạn ngắn khoảng 2-3 cm, đem phơi khô có tác dụng chữa bệnh phong thấp trong mùa lạnh. À, có nghĩa là cái thân này nếu mà mình không ăn được ấy, thì mình nên là cái thân nó cuống, cái có là cuống là già già đấy, mình không ăn được thì mình có thể dành để dành phơi khô dạng chè, phơi khô dạng chè nó chữa bệnh phong thấp trong lạnh. À, thế bình thường thì tất nhiên rồi. Đấy, bình thường thì mình ăn chỉ ăn cái này thôi các bạn nhé. Đấy. Bình thường thì mình chỉ ăn cái lá với cái tua của nó mình ngắt ở đây này. Đấy. Chiều nữa mình sẽ ngắt lấy về ăn rồi. Ngoài ra bào khai còn được phơi khô dùng đun nước uống còn có tác dụng hạ sốt rất nhanh. À, cái này cũng có hạ sốt nha, có cái tác dụng hạ sốt nha. Ngoài sử dụng trực tiếp, bào khai còn được dùng ngâm rượu để sử dụng dần trong chữa ho và tê thấp. À, là cái cây này cũng được sử dụng trong ngâm rượu để chữa ho nhá và tê thấp. Thực ra những cái này thì mình cũng tìm hiểu và khai thác trên mạng nha các bạn nhá. Các bạn có thể tìm hiểu trên mạng, không phải dựa vào một cái nguồn
thông tin duy nhất, đúng không ạ? Thế còn các bạn nào chưa biết cây bào khai là gì thì mình vừa mới giải thích và nói rồi, đây những này nhé. Cái cành rau bào khai cũng có tác dụng rất tốt với những người hay mệt mỏi, chán ăn, ăn không ngon miệng. Nếu bạn có rau bào khai tươi thì có thể sử dụng thân sau khi khô để sắc đường uống. Đấy, nên ông ấy mới nói là sắc cái thân này này. Cái thân này là mình ngắt cái lá rồi, cái tua, ví dụ như hôm nay mình ngắt cái lá và cái này về để ăn rồi nhá. Thế nên mình để cái thân của nó, thì ngắt về làm là phơi khô để đun nước uống, sắc nước uống. Tiếp theo là cái rau bào khai này, ngoài những cái công dụng của nó nhé, thì bây giờ nó chế biến một số đồ ăn đơn giản từ cái bào khai. Rau bào khai xào tỏi rồi, tất nhiên là xào tỏi thì chứ mình chỉ ngắt ra thôi, ngắt ra rồi là rửa sạch, ngắt ra rửa sạch mấy nước rồi là xào lên, rồi xào với tỏi thôi đó. Cái này thì nếu mà chúng ta đã từng vào bếp để chế biến thì mình biết rồi. À, giờ mình ngắt ngắt nó nhé. Ở cái góc quay này có thể các bác không nhìn kỹ nhưng mà chẳng biết đúng không? À, mình vừa nói đến cái rau bào khai này làm thức ăn đúng không? Một là xào tỏi. Rồi tiếp, thứ hai là cái dây này có thể xào với trứng nhá. Cái này xào với trứng thì đặc biệt là thơm ngon rồi. Thơm ngon mà dưỡng phải khỏi phải biết rồi các bạn. Xào với trứng, cái này. Cây này xào với trứng nha, cái rau này này, và mình rất thích cái mùi vị của nó, thì đặc biệt là xào với trứng rồi, ngậy thơm. Tiếp nữa thì cây rau bào khai này có thể là làm canh với cái thịt băm. Làm canh thì thực ra mình chưa được làm canh bao giờ, nhưng mà nếu mà làm canh với thịt băm thì giả như mình thái nhỏ, băm nhỏ ra mình luộc, luộc nước sôi mà thả xuống là xả cả thịt băm xuống đi thì làm canh thôi, đúng không? Còn thực tế của mình thì là mình thường hay dùng cái lá này, cây lá này để xào với trứng thôi. Đấy, để xào với trứng. Đấy, và hoặc là xào tỏi hoặc xào không. Đấy, canh thì mình ít ít khi làm. À, đấy. Bản thân mình vừa chia sẻ với các bạn về cái cây rau bào khai đó, cây rau bào khai, dây bào khai. Đấy, đấy. Các bạn này ở trên rừng, cái này thực tế là mình người ta không có giống để trồng giống như là cái rau muống, rau cải đâu. Đấy, thì các bạn có nhu cầu thì tìm hiểu kỹ hơn cái về cái loại cái cây dây này, và nghiên cứu về cái đặc điểm của nó, thì chúng ta mới có thể là trồng nó được và sử dụng nó để làm một cái loại thực phẩm để làm kinh tế được. Thực ra thì mình là miền núi thì đâm ra này, nó ở miền núi thì có rất nhiều, nó mọc tự nhiên thôi. Đấy, mọc tự nhiên mình được cái ưu ái là tự nhiên. Đấy, lâu lâu mình lên rừng mình có nhận được, nhưng thực tế thì như cái hôm nay, như cái này thì mình cũng ra chợ và mua cho các bạn thôi để quay các bạn xem đó. À, xin phép các bác với bạn ra gần nhé để chia sẻ với bạn đấy. Thì đây là cái rau bò khai. Các bạn có xem được cái video thì đăng ký ủng hộ kênh mình nhé và ủng hộ mình. Có cái gì thì bạn cứ bình luận dưới video và nói về cây bồ khai để mô tả dưới video rồi. Mô tả dưới video này. Nếu mà các bác mà có xem tivi hoặc trên thiết bị khác, ví dụ như là không tiện đọc mô tả thì mình cũng đã trình bày trên cái video này, có thể là cũng không được tỉ mỉ. Đúng, không được tỉ mỉ là không được giống như ý các bác, thì các bác cũng thông cảm nhé, tại vì là cái điều kiện với là cái thực tế của mình chỉ có bó rau này, quay về cái kiến thức chỉ có bó rau ở trên bàn mà chia sẻ với các bác như vậy thì cũng có thể là nó không hay, cũng như là các kênh chia sẻ khác về cái hình ảnh lời nói, các bác thông cảm nhé.
Vâng, cảm ơn mọi người đã xem video nhé, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn ạ.